Đại sứ Hoàn Mỹ tập 2. Tường Danh lên tiếng về drummer, hé lộ về tình trạng sức khỏe đáng báo động tại Đại sứ Hoàn Mỹ. Tường Danh, thí sinh drummer nhất tập 2 Đại sứ Hoàn Mỹ đã có những chia sẻ sau khi dừng chân tại chương trình. Tường Danh là một trong ba thí sinh phải nói lời chia tay Đại sứ Hoàn Mỹ ngay từ tập 2 của chương trình. Cô được đánh giá là thí sinh drummer nhất trong tập phát sóng tuần này bởi không những bật khóc vì hiểu lầm lời hướng dẫn của huấn luyện viên Minh Tú trong lớp Queen Class, mà còn là thành viên khiến đội huấn luyện viên Kiều Loan gặp rắc rối vì những tranh luận cùng cách thể hiện ý kiến cá nhân có phần quá đà. Tường Danh nghẹn ngào cho biết mình không đồng tình với những chia sẻ của Minh Tú. Sau khi tập 2 lên sóng, phóng viên đã liên hệ với Tường Danh để chia sẻ về những cảm xúc khi phải dừng chân khá sớm tại chương trình. Nói về những drama của mình trong tập vừa rồi, thí sinh này cho biết, thông qua chương trình, Tường Danh học được cách lắng nghe bản thân để hiểu rõ và nhìn nhận bản thân một cách hợp lý hơn trong cuộc sống, xã hội 4.0. Những lời khuyên từ các huấn luyện viên cũng như ban giám khảo đã góp phần giúp Tường Danh hoàn thiện hơn để có thể đi tiếp con đường chinh phục Đại sứ Hoàn Mỹ. Sau những drama trong tập 2, nhiều cộng đồng mạng đã không ngần ngại kéo vào tận trang cá nhân của Tường Danh để ném đá cô, để lại bình luận khá tiêu cực. Học trò Kiều Loan cho biết, mỗi cá nhân sẽ có những quan điểm nhìn nhận về từng sự kiện, sự việc và đưa ra những đánh giá khác nhau. Tường Danh mỗi ngày vẫn nhắc nhở bản thân mình nên mang lại năng lượng tích cực để lan tỏa cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Tường Danh cũng cho hay, cô sẽ không để chuyện này bị ảnh hưởng vì vẫn đang tập trung vào công việc người mẫu, stylist và những hoạt động tích cực có ích cho cộng đồng. Khi được hỏi có lo rằng phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng sẽ khiến mình không được nhiều bình chọn và không thể quay lại cuộc đua, Tường Danh cũng chia sẻ thẳng thắn. Có một chặng đường rất dài phía trước để đi và cảm nhận, hy vọng cộng đồng mạng, truyền thông, báo chí hãy đồng hành với những hoạt động nghệ thuật và công việc của Tường Danh ở thời điểm hiện tại và tương lai. Nói về khoảnh khắc được cả huấn luyện viên Kiều Loan và Mộng Thường dìu đi cuối tập 2, Tường Loan bộc bạch, những áp lực cũng như việc chưa thích nghi với cuộc thi đã khiến sức khỏe Tường Danh ngày hôm đó không ổn định. Từ lúc chiều tà của ngày quay, Tường Danh trải qua cơn đau bao tử nhưng vẫn cố gắng ghi hình. Những cơn đau dồn đến cứ tung ra bên ngoài như những cơn đau phẫn nộ. Đến cuối ngày, các giác quan của Tường Danh như tê liệt. Những mảnh ký ức còn lại của Danh về chương trình là những nụ cười rạng rỡ của mọi người. Tường Danh học được rằng, ngoài việc chuẩn bị về tư trang, về đầu óc, mình cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần để có những bước đi tốt hơn. Tường Danh cũng cho biết cô và Mộng Thường đã biết nhau từ 3 năm trước, nên phần nào hiểu nhau. Khoảnh khắc mọi người thấy cuối clip là Thường đang tiếp thêm năng lượng cho Danh. Lúc thấy sức khỏe Tường Danh không ổn định, Mộng Thường cũng cho Tường Danh một ly trà đường để Danh có thể hồi sức. Tường Danh cũng gửi lời cảm ơn đến chương trình Đại sứ Hoàn Mỹ. Chương trình Đại sứ Hoàn Mỹ là một chương trình văn minh, mang đến cái nhìn cởi mở hơn cho cộng đồng người chuyển giới. Tường Danh rất trân trọng và cảm kích ban tổ chức, ban giám khảo và các huấn luyện viên đã mang đến một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng. Hy vọng khán giả sẽ cởi mở hơn và theo dõi chương trình các thí sinh top 10 năm cũng như Tường Danh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!